thông tin tiểu sử ca sĩ Lê Kiều Như Lê Kiều Như sinh ngày 24 tháng 12 năm 1983. Lê Kiều Như là một ca sĩ, đạo diễn và là một nhà sản xuất phi môn sơ cô từng giành giải thưởng của cuộc thi tiếng hát truyền hình Cần Thơ. Sau khi giành giải thưởng của cuộc thi tiếng hát truyền hình Cần Thơ lê kiều như đã trở về quê hương của mình để đi hát phục vụ người dân sau đó cô lên sài gòn và tìm được một công việc trong hãng hàng không việt nam airlines sau khi được người quen giới thiệu lê kiều như đã được panasonic mời làm hình ảnh độc quyền cho thương hiệu của họ và sau đó cô đã phát hành album ca nhạc đầu tay giấc mộng do Panasonic tài trợ. Năm 2005, nữ ca sĩ này đã giành giải thưởng VTV bài hát Tôi Yêu. Tuy nhiên không lâu sau cô đã biến mất khỏi làng giải trí. Năm 2008, Lê Kiều Như tái xuất showbiz với các hoạt động âm nhạc lẫn điện ảnh. Cô phát hành album Tình của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và tham gia bộ phim dài tập Hoa Phù Dung. Lê Kiều Như trở thành một hiện mạng khi liên tiếp đăng tải nhiều bộ ảnh sexy lên Internet và phát hành bài hát Đừng Yêu Em. Ca khúc này không nổi tiếng bởi giai điệu hay nội dung, mà nổi tiếng bởi cái hư của nó. Lê Kiều Như còn được biết đến với bộ phim Sợi Xích. Tháng 1 năm 2017 sau khi một video có tựa đề Spider-Man Ensa, lấy ý tưởng từ một số nhân vật hoạt hình nổi tiếng được đăng tải trên YouTube, đã được chia sẻ rất nhanh và thu hút được nhiều lượt xem monster. Tuy nhiên, điều đáng nói là video này được đăng tải vào một kênh dành cho trẻ em nhưng nội dung của video này lại rất phản cảm khiến cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc và muốn truy tìm bằng được người đã sản xuất video này. Điều bất ngờ là nữ ca sĩ Lê Kiều Như lại bị tình nghi là người đã sản xuất video này. Trước sự nghi ngờ của cộng đồng mạng, chiều ngày 20 tháng 1 Lê Kiều Như đã có cuộc giao lưu với báo chí. Cô cho biết cô có sản xuất một loạt phim spider-man enza nhưng các video do cô sản xuất đều mang tính giáo Dục.